Lại nữa, thiện nam tử nói thỉnh Phật ở lại đời là hết thảy tượng pháp giới hư không giới, trừ Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi mười phương ba đời, tất cả cõi Phật sắp muốn thị hiện vào niết bàn, và các Bồ Tát thanh văn duyên giác hữu học vô học cho đến tất cả các thiện tri thức, con đều khuyến thỉnh đừng vào niết bàn. Trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi, tất cả cõi Phật, vì muốn lợi lạc tất cả chúng sinh. Như vậy, dù hư không, có thể hết, cõi chúng sinh, có thể hết, nghiệp chúng sinh, có thể hết, phiền não chúng sinh, có thể hết, nhưng sự chuyển thỉnh của con đây, không bao giờ hết. Niệm niệm, liên tục, không gián đoạn, thân lời ý nghiệp, không có mỏi nhàn. Tôi lại tiếp tục nói, thiện nam tử, đạo lý thỉnh Phật ở lại đời là hết thảy tượng cùng pháp giới, tượng cùng hư không giới, trừ Phật Như Lai, nhiều như số hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật, hóa duyên xong rồi, điều thị hiện vào niết bàn, khi các ngài sắp muốn thị hiện vào niết bàn, thì con nhất định sẽ khuyến thỉnh các ngài, đừng vào niết bàn. Mà luôn trụ ở đời, giáo hóa chúng sinh, chẳng những con khuyến thỉnh chư Phật thường trụ ở đời, mà cho đến tất cả các Bồ Tát, thanh văn thừa, duyên giác thừa, những bậc, hữu học, chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, bậc vô học, chứng tứ quả A-la-hán, tất cả các thiện tri thức và các pháp sư giảng kinh thuyết pháp, con đều dùng nguyện lực, khuyến thỉnh các ngài. Đừng vào niết bàn, trải qua số kiếp, nhiều như số hạt bụi, tất cả cõi Phật, vì con muốn, chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cùng với tất cả thiện tri thức, luôn trụ ở đời, để lợi lạc tất cả chúng sinh. Như vậy, dù hư không, chẳng còn nữa, cõi chúng sinh, chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh, chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh, chẳng còn nữa. Nhưng nguyện lực, khuyển thỉnh chư Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác và các thiện tri thức thường trụ ở đời của con đây không bao giờ hết, niệm niệm liên tục, vĩnh viễn, không gián đoạn, thân lời ý, ba nghiệp cũng không nhàm mỏi. Nếu chư Phật muốn vào niết bàn, con đều chí thành xin mời thỉnh. Nguyện xin ở lâu vô số kiếp, lợi lạc tất cả các chúng sinh. Bốn cõi, chỗ chư Phật là cõi thường tịch quang tịnh độ, là chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng dơ chẳng sạch. Thế giới của chúng ta ở là cõi phàm thánh cùng ở, chỗ của nhị thừa ở là cõi phương tiện hữu dư, chẳng phải niết bàn rốt ráo. Chỗ của Bồ Tát ở là cõi thật báo trang nghiêm. Bồ Tát ở cõi thật báo trang nghiêm, du hí thần thông, thanh tịnh cõi Phật, giáo hóa chúng sinh. Ở nơi phần của Phật thì vô lượng kiếp, đến nay chúng sinh giáo hóa đã độ xong, đây gọi là hóa duyên, đã hết. Cho nên hồi hướng về cõi thường tịch quang tịnh độ, vào niết bàn, con chí thành khẩn thiết xin mời thỉnh chư Phật, đừng vào niết bàn, nguyện xin ở lâu kiếp số. Nhiều như số hạt bụi, để lợi lạc hết thảy tất cả các chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh. Ha ha ha,